Hôm nay mình sẽ chia sẻ món mì xào thịt bò nhé. Ở đây mình hay là còn gọi là xào rau cải cũng được. Ở đây mình dùng mì gói này hoặc là mì tươi nhé. Để các bạn trước tiên là các bạn trộn mì mì tôm thì sẽ trụng với nước sôi để cho nó ra cái phần mì này ra hết cái bọt cái nước bẩn và mì nó tơi tời tời ra nhé. Và trước khi trụng mì tôm thì mình sẽ ướp thịt bò đã thái sẵn như này với một chút xíu khoảng nửa thìa cà phê hành lên, một ít dầu ăn và một chút hạt tiêu nhé. Chỉ cần ướp đơn giản như vậy thôi, không ướp nước mắm nó sẽ ra. Còn dầu hào cũng được nhưng mà nhà mình ấy không thích ăn mùi dầu hào nên mình không cho. Rồi và bây giờ mình sẽ cho thêm một chút hạt tiêu xay vào nữa, cho một ít hạt tiêu xay vào còn một, rồi khi xào xong mình lại cho xong cho vậy. Và xong cái phần nguyên liệu ướp thì rồi thì bây giờ mình lấy nước nóng mình trần mì tôm nhé. Còn là cải thì mình đã rửa sạch rồi. Mì tôm thì các bạn cho nước nóng, các bạn để khoảng 1 phút thì mình sẽ đổ ra cái rổ thì mì tôm nó sẽ tự nó long ra nhé. Còn cái tỏi và cái hành tím này thì mình băm nhỏ. Còn cái phần rau này thì mình cũng trụng qua với nước nóng để cho nó mềm, tí nữa mình xào dễ nhé. Đây, các bạn cho trụng sơ qua này, thêm một chút xíu muối vào nhé để cho nó rau nó giữ được xanh nhé. Các bạn chỉ cần trụng sơ qua thôi. Rồi mình đổ ra cái dầu và xả nước lạnh vào để cho nó không bị lát rau, rau giữ được cái độ xanh. Không trụng cũng được nhưng mà trụng sơ như này thì nó sẽ xào nó dễ xào hơn ấy. Rồi rồi tắt bếp, đổ ra cái dầu và xả nước lạnh vào. Mọi thứ đã xong rồi, bây giờ mì tôm mình cũng đổ ra cho nó ráo nước rồi. Và bây giờ mình sẽ mắc bếp lên rồi mình xào nhé. Cho khoảng 1 thìa ăn phở dầu ăn. Dầu nóng lên này. Hành tím này, tỏi phi thơm luôn. Cho mình nó rất là đơn giản thôi khi mà chúng ta làm hết các bước rồi. Chỉ cần nó thơm lên là được nhé. Bắt đầu các bạn ngửi những mùi thơm thì các bạn cho thịt bò vào đây. Không lửa to nhé, để bò không ra nước chứ. Đây, mì mình cũng chụp này. Cái chả to này để các bạn xào mỗi thứ một góc nhé. Và bây giờ mình không cần phải cho gia vị gì. Mình chỉ cần cho gói sốt của mì tôm này. Gói sốt này là bột canh hoặc là gói nước sốt của mì vào. Mình dùng luôn như vậy thì mình không cần phải cho gia vị gì nữa. Ngoài thịt bò ướp một chút. Các bạn cho cái gói sốt của nó vào thì mì của chúng ta rất là ngon. Mì đã xong rồi đấy. Thịt bò các bạn xào lắm. Và bây giờ cho bò xào tái thêm một chút nữa để cho mình cho cải lóc, cải
đây là cải chít, các bạn có thể dùng cải ngồng hoặc là cải thông thường. Đây là cải chít. Để chứa cái phần cải chít này thì mình trộn thêm một chút xíu, cho thêm một chút xíu dầu ăn này. Và một chút hành tây này. Đổ lên mình đảo đều tất cả những nguyên liệu này lại với nhau. Các bạn thấy không? Nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Nó gần như là món mì trộn ấy. Đảo đều lên ý, để cho thịt bò nó chín, đặt thịt bò nó hơi tái một chút này, bạn nào cứ ăn tái thì bỏ ra luôn, còn không thì đảo thêm một chút nữa. Và bây giờ mình cho ra đĩa, và cho hạt tiêu vào này kìa. Bạn thấy không? Mì nó săn rất là ngon. Do cái thứ là cái độ xanh ấy, mà ống ấy. Ngon hơn ở quán nữa. Và bây giờ mình sẽ múc mì ra nhé. Các bạn cho mì ở dưới trước này. Mì đặt ở dưới trước này. Giãn nó ra cho nó đỡ bị bết lại. Như mì có dầu ăn rồi nên không phải lo là nó sẽ bết nhiều. Và bây giờ các bạn cho thịt bò lên trên, rau cải lên trên và rắc hạt tiêu lên trên là mình sẽ có một món mì xào vô cùng ngon và lại hấp dẫn. Đây là nhà mình ăn nấu ăn kiểu này nó ngon thì mình chia sẻ chứ mình cũng không học ở đâu ạ. Các bạn nhìn thấy không, rất là hấp dẫn như này. Chút tiêu nữa, để cắt thêm một chút tiêu lên trên là chúng ta có một món mì xào vừa ngon vừa hấp dẫn đấy. Giờ chỉ có việc là đi thưởng thức thôi. Các bạn thấy không, cảm quan thì rất là đẹp, mà chúng ta mà làm cái này bữa ăn sáng cho chồng này hay là cho con ấy, nó vừa ngon vừa bổ dưỡng. Tiền này là hết khoảng 35.000 có một bát mì xào vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng này. Các bạn không ăn thịt thì các bạn nhiều thịt bò các bạn giảm bớt đi thì chi phí nó cũng giảm bớt đi và nó sẽ không nhiều quá. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng thịt bò đã nhé. Và một ít mì xem là thế nào nhé. Mình sẽ ăn thử nhé. Nhìn là rất là ngon ạ. Thực sự là cái món này nó đơn giản mà ngon ạ, mà không cần nhiều gia vị ấy. Mình giữ được cái độ ngọt của thịt và độ ngon của rau, tươi của rau ấy. Mình đã ăn thử ấy, thực sự là cái rau này nó giữ được cái độ giòn này rất là ngon và tươi. Cái mì này nó không hề bị nát và thịt bò này rất là ngọt mềm, không hề bị dai. Đây là những cái cách rất là đơn giản để chúng ta có một món ăn ngon ấy. Giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ món mì tôm nấu với thịt bò nhé. Đó là rau cải. Nó món ăn không hề bị nóng trong người và rất là tốt cho sức khỏe. Trước tiên là mình sẽ bóc mì tôm ra và mình trần mì tôm đã.